Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, liên tiếp xảy ra hai vụ thùng container nặng hàng chục tấn bị rớt, đe dọa tính mạng người đi đường tại Bình Dương. Đến 17 giờ ngày 3 tháng 9, hiện trường vụ thùng container bị rớt xuống đường DT746, đoạn qua thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương mới được giải tỏa sau nhiều tiếng xảy ra sự cố. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày. Tài xế điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường DT746 hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Thuận An. Khi xe đi qua trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Phước Khánh vài trăm mét, ôm cua để rẽ trái thì thùng container rớt xuống đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, tuyến đường có nhiều người lưu thông qua lại nhưng may mắn không ai bị thùng container rơi trúng. Trước đó vào ngày 25 tháng 8, tại ngã tư đường Lê Hồng Phong, Đặng Văn Mây thuộc thị xã Dĩ An, một xe container khi ôm cua đã làm văng thùng container xuống đường. Tại Bình Phước vào tối 2 tháng 5, trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, một xe container bị lật xuống đường, đè lên xe máy làm hai anh em ruột tử vong tại chỗ. Các vụ rớt thùng container là nỗi ám ảnh của người đi đường.